tràn đầy ý thơ, cho nhau môi hôn ngất ngây, nghe lòng mình tràn đầy ước mơ.
xung quanh ở bài bản thiết của xe này. Ngày này chúng ta học về các xe này cách chung và để cho mỗi ngày hôm nay để các xe này trở thành những tổ ấm những trường học ở nơi đó người ta nên người ta đi tháng theo ấm chú chúng ta. Bài trích sách sáng thế. Chúa là Thiên Chúa khoắn, đàn ông ở một mình không tốt, ta hãy tạo dựng cho nó một nội trợ giống như nó. Sau khi lấy vùng đất dựng lên mọi thú vật dưới đất và toàn thể chúa trời, Thiên Chúa đã dẫn đến trước mặt Adam để coi ông gọi chúng thế nào. Vì sinh vật nào Adam gọi thì chính đó là tên đó. Adam liền đặt tên cho mọi súc vật, chim trời và muôn thú. Nhưng Adam không gặp một người nội trợ giống như mình. Vậy Thiên Chúa khiến cho Adam ngủ say. Và khi ông đang ngủ, người lấy một xương sườn của ông và đắp thịt lại. Thiên Chúa làm cho chiếc xương sườn đã lấy từ Adam trở thành người đàn bà rồi dẫn đến Adam. Adam liền nói, bây giờ đây xương vỡ xương tôi và thịt vỡ thịt tôi. Người này sẽ được gọi là người nữ. Vì bởi người nam mà ra, vì thế người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình và cả hai lên một thân thể. Đó là lời Chúa. Cùng anh chị em và cùng cha, xin mời Chúa.
sống. Sau khi lấy lại những cái giáo huấn của Hồ Thánh, nói cái sứ điệp của các hội đồng giáo hội Á Châu vào tháng năm vừa qua, nói rằng gia đình là hồn thánh tàn ra giữa lòng cộng đồng Kitô hữu, gia đình là trường học đầu tiên để người ta tiến tới, cha mẹ là người giáo dục đầu tiên, sách giáo khoa là cuốn sách đầu tiên được thể hiện ở trong gia đình và mối quan hệ của cha mẹ và con cái, vân vân. Hội đồng giáo mục ra một lần nhắc lại vấn đề này, gia đình hết sức quan trọng. Và sau khi đã nói những cái giáo huấn của Hội Thánh, Hội đồng giáo mục Việt Nam muốn đề nghị với lại các gia đình, để gia đình được thể hiện như là một sĩ Hội Thánh tạo ra một cái trường học đầu tiên, một cái đơn vị căn bản của xã hội, gia đình phải là công đồng thờ phượng và sống đạo. Ở cái hồn nguyện đầu tiên được thể hiện ở đó, ở trong gia đình cũng chính là cái nơi mà người ta học yêu mến, mến Chúa và yêu thương người. Hội đồng giám mục Việt Nam đã nhắc nhở chúng ta như thế đâu. Kể cho anh chị một cái câu chuyện này, đó là về Đức Thánh Cha Gioan 23. Khi Ngài còn làm giám mục, lúc Ngài được 50 tuổi, Ngài đã viết bức thư về cho bà bố như thế này: "Kính thưa thầy mẹ, hôm nay con đã 50 tuổi. Nhờ ơn Chúa, con đã được làm nhiều chức vụ quan trọng ở trong xã hội. Con đã đi rất nhiều nơi, đọc rất nhiều sách. Thế nhưng không có sách vở nào, không có trường học nào dạy dỗ và giúp ích con hơn là khi con ngồi dưới gối trên xe mẹ, trên thẻ mẹ. Vai trò là cha là mẹ hết sức quan trọng và cần thiết như thế không? Nói thế là nhìn về phương diện tôn giáo. Mẹ từng có là một cô bé học, một hôm tối học bỏ về, một hôm tối học bỏ về nhà, ba mẹ thấy mẹ từng về thì tức quá, rút con dao chém đứt ngay cái tấm lụa đang là để. Mẹ tự bảo, sao mẹ làm điều của ý thế? Cắt đứt một cái tấm lụa đang để như vậy thì của ý quá. Bà mẹ bảo rằng, cắt đứt cái tấm lụa thì của ý như vậy đấy. Nhưng con đang học bảo bỏ về thì còn của ý hơn. Và mặt xã hội cũng thế đó. Cái vai trò là cha là mẹ trong gia đình nó quan trọng như thế đó. Nó không chỉ dành cho cá nhân mà còn ảnh hưởng trên xã hội, trên xã hội lớn lao như vậy. Thế anh chị đến nhà thời tình cứu của anh chị đầu tiên chúng ta hơn trước mặt đại diện hồ thầy của tập đoàn. Thật vậy, chúng tôi đổ ra chúc tình yêu này và chúc dùng ý định đặc biệt là anh chị được phong phú và kiên cường, chung tín với nhau và đảm nhận trách nhiệm khác của hôn nhân, cũng như chính người đã dùng trách nhiệm của tôi để thánh hiến anh chị. Bởi đó, trước mặt Hội Thánh, tôi hỏi ý kiến anh Thomas Hùng và chị Maria Hằng, anh chị có tự do và thật lòng đến đây để kết hôn với nhau không? Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và kính trọng nhau suốt đời không?
Anh chị có sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái mà Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo lời Chúa Kitô và Hội Thánh không? Vậy bởi vì anh chị đã quyết định kết hôn, anh chị hãy cầm tay nhau và nói lên sự trung thuận của anh chị trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh người. Xin Thiên Chúa đoái thương xác nhận sự ưng thuận mà anh chị đã tỏ bày trước mặt Hội Thánh, và xin đoái thương đổ tràn đầy ơn phúc cho anh chị sự gì Thiên Chúa liên kết, loài người không được phân ly. Xin Thiên Chúa chúc phúc cho những chiếc nhẫn này mà hai người trao cho nhau để làm bằng chứng tình yêu và trung thành. Cho tràng pháo tay.
Trọn đời rồi mà...
mãi để kiếp sống có đôi đời buồn vui mãi mãi bên nhau. Khấn xin mẹ thương thật dịu tình yêu dâng cao, tay đan tay như bước đi trên đời, xin yêu thương hạnh phúc đến cho người. Người tình em yêu, người tình em mến, mẹ ơi trông đến. Những chim kia nhịp cánh trên mây ngàn, đôi tim con hoa khúc hát huy hoàng. Trọn đời yêu nhau dù bao gian khó, có mẹ đừng lo. Chiều hôm nào tiếng hát bay cao, quỳ bên nhau trước nắng tôi cao, hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời. Rồi mai đây kiếp sống có đôi đời buồn vui mãi mãi bên nhau. Khấn xin mẹ thương thật dịu tình yêu dâng cao, mãi sau đây gặp lúc vai âu sầu, xin cho con đừng thế dễ quên lời. Lời thề hôm xưa cùng người yêu dấu tình thương tha thứ. Hãy khi nào hạnh phúc đến dâng đầy, xin cho con đừng thế dễ quên lời. Lời ca tri ân nhờ mẹ thương đến chớ che đời con. Tôi yêu em, quên bóng
tôi sương mù chỉ vì yêu em, chỉ vì yêu em. Quên cả lối về. Giấc mơ mà lòng người thương nhiều mơ ước, vì đời đẹp muôn đóa hoa êm đềm theo tiếng em ca hòa với cung đàn. Dù mong phai dù trong tan trong tôi vẫn yêu thương suốt đời. Chỉ vì yêu em, quên cả lối về. Thank you.
xin quý vị quan viên hai họ hôm nay cũng là một ngày trọng đại nhất của hai em, thì con cũng xin thay mặt cho hai bác cùng toàn thể các anh các chị trong gia quyến cũng có một chút quà để gửi lại là cho hai em, để gọi là ngày em vui vui.
Maria, chúng con xin dâng lên mẹ gia đình mới của chúng con. Xin mẹ luôn phù trợ, chở che, nâng đỡ. Xin cho chúng con luôn biết noi theo gương thánh nhân đức của mẹ như luôn biết sống tin yêu phó thác của Chúa, luôn bước đi trong đường lối Chúa, để đời này chúng con được sống hạnh phúc và ngày sau chúng con được cùng mẹ chung quán vinh hằng. Chúng con luôn tưởng niệm nhân này, lúc nhà của ông thầu chúng con càng hiểu rõ hơn lời dạy của phổ hiền: uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, con chim có tổ, con người có công. Nhờ đâu chúng con có được hạnh phúc này? Hạnh phúc đến với chúng con thật bất ngờ và thật sung mãn. Có được ngày hôm nay, chúng con xin ghi lòng tạc dạ công ơn trời biển, chân thành lưỡng dụng. Quyền xứng đáng là những người con hiếu thảo về gia đình chúng con, mãi là niềm kính hạnh, niềm vui và là dây liên kết thân ái giữa hai họ Phật. Chúng con xin nhấc khắp nén nhang lòng tạ ơn công đức thiện nhân. Con ra đời con mẹ cha là trời cao biển lớn bao la, từng ngày qua hướng tuổi ngọc à, con là chủ hoa bé nhỏ trong nhà, nhờ công cha nhờ nghĩa mẹ con vẫn trong con luôn lời ca. Cho con ở giữa gia đình xong làm sao để đáp ân tình, ân điển trời ghi thắm trong tim. Xin cha con và thánh thần amen. Nguyên thứ hai với cô cha, với thứ cháu và quý khách ở đây thì chắc rằng quý thầy cũng như cô dâu cũng muốn nói thêm một cái lời gì đó để bày tỏ cái nỗi lòng vui sướng của mình, cũng như là cảm ơn cha, thầy cháu và quý cặp văn họ như quý khách đã đến cung vui và chúc mừng cho hai bạn. Thế nhưng chắc rằng nói lên chung vào đó bây giờ thì xin là dùng cử chỉ là cúi đầu để xin bày tỏ cái nỗi niềm của mình. Xin hai bạn cúi đầu. Và mời xin hướng ra phía ngoài này. Quý cha, quý thầy, nhị vị quý tộc khai họ và các quý khách xa gần cũng như bạn của Hùng và Hằng. Hôm nay tôi được đại diện cho chủ hôn đứng lên phát biểu ý nghĩa ngày đại lễ tân hôn của Hùng và Hằng hôm nay. Trước khi phát biểu, xin kính gửi đến quý cha, quý thầy cũng như quý vị hiện diện đến đây một chào tình thương mến của ông bà phó cũng như của tôi. Xin kính chào. Nhìn em không dám nhìn lâu, nhìn rồi thêm khổ thêm đau, nhìn rồi thêm khổ thêm sầu cho nhau. Cho nên cô Hằng có nói rằng: ngó anh sao ngó một lần mà em thương nhớ tần ngần cả đêm. Vì vậy cho nên giữa cô Hùng và cô Hằng, vì thế cho nên nó có một dây liên hệ từ đấy về sau. Cho nên cô anh cô Hùng có nói rằng: phải chi anh ở nơi này thức khuya dậy sớm đêm ngày có nhau. Cho nên cô Hằng cũng trả lời rằng: thành phố gạo trắng nước trong, rời cha rời mẹ em đi, rời cha rời mẹ đi cùng với anh. Cho nên vì thế cho nên cậu Hùng thấy rằng cô Hằng có cái tình thương rất đậm thắm. Vì vậy anh Hùng, cậu Hùng có về thưa với cha mẹ để tình yêu giữa Hằng và Hùng được thắm thiết. Ông bà phó đây, cái sự nhân duyên ông bà phó không dám cản trở. Vì vậy cho nên ông bà để cho Hùng để đi lại và trao đổi tình yêu với cô Hằng. Nhưng về phần cha mẹ hai bên thì xa cách,
Thật ra ông và họ đây cũng muốn nên trao đổi nhiều lần, nhưng mà chỉ nên được 2-3 lần thôi. Nhưng mà cho nên giữa Hằng và Hùng được kết duyên với nhau và được cha mẹ lo hai bên. Nhưng kính thưa cha, thưa thầy, thưa quý vị tộc và quý khách, tuy là vậy tình yêu xa xăm, nhưng cậu Hùng đây muốn trở về quê hương để làm phép hôn nhân, có cha mẹ hai bên, đồng thời có họ hàng hai bên và quý khách xa gần để dâng lời cầu nguyện. Vì thế hôm nay cậu Hùng và cô Hằng tiến lên bàn thánh làm lễ hôn nhân ông bà phó và bà cụ ở thành phố. Hôm nay sự hiện diện của cha xứ, của thầy sáu, của tất cả quý vị quý và quý khách cũng như bạn của Hùng và Hằng đến đây rất đông đảo, và làm cho buổi lễ tân hôn của Hùng được Hằng được phong phú. Vì thế cho nên ông bà phó cũng như bà cụ thành phố xin chân thành cảm ơn cha xứ, cảm ơn thầy sáu, cảm ơn nhị vị quý tộc và quý khách cũng như các bạn trẻ xa gần. Kính thưa thầy, kính thưa quý chức trần trụ đạo đời, kính thưa quý dân tộc Hai Hò, quý vị quan khách và các bạn trẻ, lời đầu tiên của con được thay mặt cho thân họ nhà gái, chúng con xin gửi đến quý vị lời chào thân thương nhất của quý tộc họ nhà gái. Chúng con xin kính chào. Tôi bên cha mẹ được sự chấp thuận của giáo hội, của xã hội, ngày hôm nay hai cháu đã chính thức là một gia đình của giáo hội và của xã hội. Và cũng trong cái niềm vui mừng này, chúng con hân hạnh được cùng với quý tộc họ nhà trai đưa cháu Hằng về đây để làm con cháu trong gia đình. Và được sự tiếp đón nồng hậu của ban tổ chức, của quý vị trong gia đình đã nói lên cái tình yêu thương. Chúng con xin dâng lời tạ ơn Chúa và cảm ơn quý vị đã dành cái ưu ái này cho gia đình chúng con. Trước khi dứt lời, con xin kính chúc cha, thầy sáu, quý vị một lời chúc mừng, cầu xin ơn trên luôn ban cho vui mạnh và chuẩn bị để đón một mùa Giáng sinh mới. Chúng con xin chân thành kính chúc. Sứ có vài ý kiến trước khi chúng ta cùng nhau dùng bữa. Kính thưa ông bà phó chủ hôn, thưa các quý chức đạo đời, thưa hai em Hùng và Hằng thân mến, và kính thưa tất cả các quan khách, các quý khách của hai họ tộc. Hôm nay chúng tôi, cha xứ và tôi rất vui mừng, rất hân hạnh được đến đây để cùng với quan khách mừng cho hai gia đình cũng như là hai em trong cái ngày trọng đại này. Qua những cái lời phát biểu của vị đại diện của hai họ thì chúng tôi nhận thấy rằng đây thực là một cái hồng ân của Thiên Chúa, và cũng là do cái phúc đức của tiên tổ, của gia đình nữa. Thế thì khi đến đây mừng lễ này, trước hết là chúng tôi cảm ơn gia đình đã dành cho chúng tôi một cái niềm ưu ái là được đến đây cùng tham dự với gia đình, với quan khách. Và điểm kế tiếp là xin kính chúc hai gia đình giữ mãi được cái sự thuận thảo, sự liên kết mãi mãi trong họ tộc. Rồi chúc hai em mãi mãi giữ được lời thề hứa và trung thành với lời hứa của mình. Và cuối cùng thì xin kính chúc tất cả các quan khách một bữa ăn thật là ngon miệng. Và từ đây chúng ta đã sắp xếp các đồ ăn trên bàn tiệc để chúng ta cùng nhau xin Chúa thánh hóa cho của ăn hôm nay. Nhân anh cha và con và thánh thần, amen. Lạy Chúa, xin chúc lành cho chúng con và cho những của ăn này chúng con sắp lãnh nhận cho lòng nhân từ Chúa ban cho nhân ngày vui của chúng con. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhân anh cha và con và thánh thần, amen. Mỗi người một câu thôi, nó đây nó không được tốt đẹp cho lắm. Nếu có điều chi, xin cha, thầy và tất cả quý vị cũng thông cảm cho. Thơ Nam Tộc. Chúc mừng hai cháu Cao Hùng và Thúy Hằng. Ngày 5 tháng 12 năm 98,
Hùng Hằng đẹp nhất hôm nay. Kết duyên phù phục như mây gặp rồng. Công ơn cha mẹ vun trồng. Chúa Thiên che định mùa đông ngày này. Hùng Hằng kết tóc trăm năm. Trồng loan vờ vờn căng rằm kém xa. Hôm nay chú bác tộc cha cùng chung quý khách gần xa tới mừng. Chúc mừng tiệc cưới tương bừng. Hôm nay đại lễ như rừng nở hoa. Chúc cho hai cháu đậm đà tình yêu gắn bó như là keo sơn. Trọn đời chung thủy nhân nhân. Kính trên giường gối hằng tu toàn. Cha thầy tất cả các vị đã dành cho chúng con ít phút để có đôi lời cầu chúc xin là cao hơn. Bớt cho các cô cầu đi. Bây giờ xin phép bây giờ chúng ta cùng nâng ly. Nhưng mà bây giờ ly của cha đặc biệt của các cô cũng được nâng ký. Sáng mì vàng tô thắm cho ngày vui.
hôn chúc chú rể mới, tôi chúc cô dâu hiền nên mối duyên trầu cau. Cô dâu xinh quá xinh là xinh, bên chú rể hiền giữ lại vừa đôi. Bà con hai họ chúc mừng, mong đôi vợ chồng duyên mới cho bền lâu.
Thank you.